trèo lên Cái Bằng nha quý vị, mời quý vị đón xem nha. Thì hồi nãy là bên kia, bên đó là bên sông, còn hai lúa đang lậu qua bên mép bên sông bên đây rồi, để quay cho nó rõ hơn. Ông Bần có thể đặt đủ ông luôn. Nhánh này cắt rất khó nha quý vị, cắt không khéo là nó sẽ rớt xuống cổng dây điện ở dưới, bên dưới nó có cổng dây điện ngang sông. Vừa khẩu cổng dây điện luôn. Oh.
rồi lúng cái hình rồi đó cái đầu lên. Nhánh này khá to. Oh.
người cắt nó bởi nó rồi. Này không biết cũng qua cái mé tôi cái bạch đằng rồi không biết. Cái này không có chín bởi. Giờ đây cái ảnh nhỏ hết trơn rồi. Xong cái bằng này quý vị. Chúng một chân buồn chú sim mà. Chặt lên luôn. Video cũng khá dài thì lúa xin kết thúc video ở đây. Hẹn quý vị tất cả các bạn chị em video tiếp theo hai lúa nha. Cuối video thì hai lúa gọi lời cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn anh chị em cô bác trên mọi miền đất nước đang theo dõi video của hai lúa. Chúc một ngày tốt đẹp thành công nhất nha.